cái em thấy ổng ngồi hút thuốc, cứ em thấy ổng ở đâu hút thuốc á là em làm gì nè? Để ổng thấy. Dạ để ổng thấy. Mà ổng làm như là càng thấy em làm vậy á thì ổng càng hút nhiều hơn. Có người nào mà nóng nóng vậy ta? Ổng quay qua thấy ổng tròn tay qua bụng thôi. Cái mỏi gì vậy ông nội? Kêu ở đây trời lạnh vô ngủ cho ấm thôi chứ không có gì hết. Rồi cái chả lần em hất ra luôn, chạy ra khỏi nhà luôn. Công an bắt xe. Em chạy ra đồn công an, em mới hỏi. Cái công an nói tôi tới đó không thấy người nhưng mà tôi thấy cái xe nên tôi bắt xe về. Tại vì hôm đó ở quán cũng có ẩu đả. Lòi ra đi uống cà phê ôm, bia ôm gì đó với bạn. Bạo lắm. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Cặp vợ chồng này có một nụ cười rất là giống nhau. Bây giờ giới thiệu cho chương trình được biết các em là tên gì? Em chào mọi người. Em là Nguyễn Thi Hoàng, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Còn em? Dạ, em là Ngọc Trâm. Em nhỏ hơn ảnh 2 tuổi, em 28 tuổi. Em đến từ Bình Định, hiện tại hai chồng đang sống ở Sài Gòn. Em là nhân viên văn phòng. Em có một em bé 26 tháng. Wow. Dạ. Dân Bình Định nhưng mà biết võ không? Dạ tùy thời điểm, khi cần thì sẽ biết, khi không cần thì không cần biết. Ở trong nhà, anh hỏi nè Hoàng ơi, từ lúc dạ. cưới tới giờ là có bị bụp lần nào chưa? Dạ em không bụp nhưng mà lâu lâu cũng dí cạn. Hai em bây giờ là lần đầu tiên các em gặp nhau và hẹn hò yêu đương với nhau như thế nào? Hồi đó em còn là sinh viên, em đi làm thêm ở cái quán cà phê. Thì ảnh á, ảnh là khách quen của quán. Mà ảnh hút thuốc nhiều lắm. Dù già, dù xấu, thấy ghê lắm kìa. Run rủi làm sao, lúc nào cũng bị trực trúng cái khu mà ổng ngồi hết trơn. Hay là sắp xếp cố ý hàng sao á. Cái xong em thấy ổng, cái em thấy ổng ngồi hút thuốc. Cứ em thấy ổng ở đâu hút thuốc á là em làm gì nè? Để ổng thấy. Dạ để ổng thấy. Mà ổng làm như là càng thấy em làm vậy á thì ổng càng hút nhiều hơn. Tức lắm. Đúng anh. Không? Đúng dạ. không em? Tại vì anh ngồi anh uống cà phê anh hút thuốc thì cái cảm giác anh thoải mái với đâu có ai mà gặp cô nhân viên mà đi qua lại cứ gì này gì này. Không nên hút thêm bỏ dạ cái. Đúng rồi, em hút thêm một gói nữa. Rồi hai gói. Ổng ưa người khác tự hủy hoại bản thân mình vậy đó hả trời. Như vậy là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau là không ưa nhau. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Vậy thì đến bao lâu thì mới bắt đầu là để ý nhau? Bữa đó là cuối năm rồi anh. Thì em mới qua quán em ngồi uống cái bữa đó là đêm Noel luôn em cũng qua. Lúc đó là đang chơi game này nè. Cổ mới nói là chơi game gì mà hay dữ à. Cắm cú vô chơi dữ à. Mình hút thuốc nhiều á thì cũng nói. Mà em chơi game á nhiều á cũng nói. Cái xong cái cổ kêu vậy tải giùm đi. Tải giùm game. Em cũng lấy máy em tải. Mà lúc đó là em tải em lấy số điện thoại. Rồi em mới tải cái game đó cho cổ. Thì... Tức là em chơi trò chung số điện thoại đúng không? Dạ. Xong cái em đi làm về. Cái bạn em nó nhốt em ngoài, em thấy tin nhắn tới đi làm về chưa em, có mệt không? Cái em kêu ủa, nhớ là mình chia tay người yêu cách đây cũng mấy năm rồi. Sao tự nhiên giờ ai nhắn tin vậy ta? Cái em mới hỏi, ủa ai vậy? Cái ảnh mới nói, ừ, ảnh làng vậy vậy đó. Cái bây giờ thôi mình đi Noel chơi ha, buồn quá đi luôn. Dạ ok. Mà đi chơi Noel rồi, ảnh có lấy điểm lại trong mắt em không? Dạ không, chớt quớt luôn. Đang đi chơi em ơi, anh cho anh đi này một cái. Xong anh tấp xe vô. Anh đi vệ sinh. Anh tiểu đường ha. Anh tiểu đường. Đưa đi chơi với em mà vẫn hút thuốc. Xong cây hồi lòn lòn tay ra sau. Đòi nắm tay em, tôi suy nghĩ mấy ơi cha này vừa đi vệ sinh xong chưa rửa tay. Rồi em có cho nắm không? Dạ không. Hồi em chưa có yêu. Dạ. Rồi bao lâu thì các bạn mới cảm nhận khác về nhau? Vậy sau đó là ảnh tiếp tục thả thính, săn đuổi các kiểu. Ảnh mua trà sữa, mua đồ ăn. Tới quán cho em, gửi cho bạn em nhưng mà anh không biết tên em. Mà em, mà nhỏ này nó không ưa mình vậy mà mắc mớ vậy, em phải chinh phục rồi em mất tiền mất bạc mua đồ ăn giặt vậy. Tại vì em thích cái tính cá tính đó, đi chơi nhiều lần vậy mà cũng khó mà chinh phục được cổ lắm. Tại vì cổ cái tính cách của cổ là rất là cá tính. Mặc thì mặc quần thụng, áo thì áo ấy mà em cắt theo thì cái phong cách hip hop ngày xưa đó, quần thụng rồi áo rộng rồi tóc tomboy. Em thích cái cá tính đó nên em mới theo đuổi. Đợt cái năm đó thì hai đứa em cũng kiểu quen rồi, cái em mới rủ về nhà em chơi. Bữa đêm đó là cổ ngủ lại nhà em một đêm. Ngủ dài. Dạ. Em ngủ trong phòng nhà ổng, nửa đêm mò vô, dở trò ý đồ sàm sỡ. Mà em có dự đoán trước là có chuyện nó sẽ dạ ra? Dạ không, tại vì á phòng kế bên là phòng của ba mẹ ảnh. Em đâu nghĩ là ổng ghê gì đâu. Dạ, em đang ngủ, không biết tại vì đi xe mệt. Chứ đang ngủ thấy, ủa sao có người nào mà nóng nóng vậy ta? Quay qua thấy ổng tròn tay qua bụng thôi. Cái em hỏi gì vậy ông nội?
Kêu ở đây trời lạnh vô ngủ cho ấm thôi chứ không có gì đâu. Rồi cái chả lần em hất ra luôn, chạy ra khỏi nhà luôn, em đòi đi về. Cái xong cái suy nghĩ lại, không, bây giờ về lúc này là thiệt thòi cho mình, với lại mình cũng phải chào ba mẹ người ta một tiếng. Xong em đi vô thức nguyên đêm không ngủ luôn, sợ tới sáng ba má ổng rụt địch thức dậy á, cái em đi ra ngoài em xách đồ đi về. Đi về một lèo luôn anh. Đúng rồi. Mà sau cái hôm đó em cảm thấy thì sao? Em có cảm thấy mình bị coi thường hay là mình bị sốc? Dạ nói chung là cũng bị sốc lắm chị. Sốc đúng nhưng không? Mà trong cái sốc đó mình cũng có cái là mình có sai nên mình không có. Đúng vậy. Dạ. Đến khi nào thì em mới chấp nhận anh này? Sau lúc đó em muốn không quen nữa cho nên em mới làm khó ổng. Nói thôi bỏ thuốc thì em quen tiếp. Không bỏ thuốc thì thôi say goodbye. Cái xong cái ổng kêu ok, nếu như em muốn vậy một tuần sau cho em kết quả. Một tuần sau ổng qua ổng gặp em là ổng không hút thuốc nữa. Mà điều gì mà để em tin là ổng không hút thuốc nữa? Tại em có gắn vệ tinh, nghĩa là ảnh có người bạn đi chung với ảnh á. Cái em hỏi ảnh còn hút thuốc không vậy đó. Mọi người mới xác nhận là không còn hút thuốc nữa. Rồi từ đó là quen nhau. Dạ. Sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em quen nhau 2011 thì 2015 tụi em cưới. Là 4 năm dạ, đúng không? Dạ. Bây giờ là 3 năm ở với nhau. Dạ. Như vậy là quá hiểu năm. Về nhau rồi. 7 năm. Rồi bây giờ 7 năm coi như là từ lúc yêu đương cho đến lúc cưới nhau và chung sống với nhau tới bây giờ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu là lòi ra hết đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là cái phần mà chắc là các em cũng rất thích thú khi tham gia chương trình vậy. Dạ. Mục đích của em lên đây là vậy đó. Đó, bây giờ mời em khui trước. Trời ơi, nói về tật xấu của chồng em là phải 20 cái gạch đầu dòng. Trời ơi, vô thiên lũng vậy luôn á. Dạ, đặc trưng là ông ở dơ. Cũng dễ thương lắm, cũng không dơ về mấy cái quần tà lõn mà có 4 ngày thôi. Trời ơi, quá. Khi nào mà em cảm thấy là trời ơi, thấy ghê quá, em phải lén em đem, em bỏ vô sọt đồ dơ. Lúc đó nó mới được giặt, chứ còn em không để ý là anh cứ mặc hoài vậy luôn. Trời ơi, dạ. Rồi cái gì nữa nè? Rồi nóng tính, khi mà anh ngủ á, xấu tính ngủ lắm. Ví dụ như khi mà ngủ con nó khóc, hoặc là con nó bệnh gì đó, mình kêu anh dạy chăm, thôi đi vô khác đi. Xong sau đó là đứng dậy đùng, em tưởng đâu là đùng là đi xuống lấy đồ lên phụ chăm con, không, bỏ xuống dưới ngủ. Ông hay lắm, ông tới ông nói con, trời con ơi ba đi làm gì mệt quá chứ ba đâu muốn gì đâu, con coi mẹ con giận kìa, con coi vậy được không con, trời ơi xấu quá à gì đó. Rồi xong quê. Rồi còn gì nữa nè? Dạ thì ảnh có cái thật là đói cũng quạo, nóng tính nữa. Thí dụ em đi làm về thì phải đợi em, xong cái em nấu cơm xong cái ảnh kêu làm gì nãy giờ mò chưa có cơm vậy? Quạo lên chửi. Mỗi lần vậy thì em sao? Một năm rưỡi đầu tiên thì em cúi mặt, mình đóng vai vợ hiền. Xong sau đó cái em cầm cái chén, giờ sao? Thấy tôi đi làm về không? Tôi mệt mỏi không? Bộ tôi đứt chơi không hả? Sáng chén xuống cái từ đó anh thay đổi. Rồi tật xấu gì nữa nè? Ông có một cái nói xạo dễ thương lắm. Anh đi uống cà phê với bạn nha, nhưng mà hồi thấy check in tại quán nhậu, hỏi ủa chứ sao kêu đi uống cà phê mà kêu bạn nó lật kèo, nó kêu đi nhậu vậy đó chứ cũng không có muốn. Xong cái 11 giờ em hỏi ủa về chưa? Chưa, đang hát karaoke. Cái sáng là anh mới về, em hỏi ủa sao giờ mới về vậy? Công an bắt xe. Em chạy ra đồn công an, em mới hỏi. Cái công an nói tôi tới đó không thấy người nhưng mà tôi thấy cái xe nên tôi bắt xe về. Tại vì hôm đó ở quán cũng có ẩu đả, lòi ra đi uống cà phê ôm, bia ôm gì đó với bạn, xạo lắm. Rồi sao, rồi về có xài giỏ không? Tại vì anh ốm yếu. Không yếu lắm, sợ thổi ngay thôi cũng mệt. Dạ, dạ. Bây giờ tới em đó. Tại vì vợ chồng em từ mà lúc đập chén là em phải lép luôn. Từ lúc đó đó, từ lúc sắn dạ, chén xuống dạ, là em kèo dưới luôn đó. Nên những cái gì mà cổ hay muốn đi chơi hay gì đó là mình cũng nhường cho cổ một chút. Thì mỗi lần ai rủ là đều có mặt hết. Là ham vui hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đâu đúng đâu. Tại vì trước khi đi em có xin phép anh ok mới đi. Bạn chồng không có ok rồi em sắn chén cái nữa nó không phải ok à? Rồi. Đúng không nè? Đó rồi còn gì nữa nè? Ham ngủ hả? Nói chung là ngủ mà con có khóc cũng kệ. Nhưng nào mà quá cái sức mà ngủ không được nữa mới dạy dỗ phụ không thôi. Có đúng. Tại vì em muốn tập cho con em tự lập. Là khóc một hồi mệt nghỉ ngủ chứ không có phải hơi đâu mà cứ chạy theo mà dỗ con ơi dậy hoài mà không có sức khỏe để mình làm việc. Chứ không phải là không thương con. Rồi tiếp. Nói chung là vợ chồng em thì cũng không có gì khác hết,
chỉ có những em hoàn hảo lắm, chủ yếu chồng em thôi. Chồng trời ơi con kìa, trời ơi, như có gì để chất chứa trong có gì chất chứa mà sợ sợ lắm, không có cơ hội nữa nha. Bảy năm chỉ một cơ hội thôi đó. Dạ vậy thôi anh ơi, vậy thôi anh. Dạ. Đúng không? Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Đúng rồi, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thay đổi là dọn dẹp nhà cửa, rồi với lại hai nữa là bớt nóng, ngủ nướng mà kêu dậy á là cũng hay lầm bầm. Tới bây giờ vẫn lầm bầm. Dạ. Rồi bây giờ tới em. Em chỉ mong muốn là chồng em bớt nóng tính hơn, mọi sự phải hết sức bình tĩnh. Ví dụ như khi mà có vấn đề gì xảy ra với con nó bệnh thì phải để cho con có thời gian thích nghi, đề kháng lại bệnh, chứ không phải hễ mỗi lần con bệnh là đưa đi bệnh viện liền lập tức. Có nghĩa là hiện giờ ở trong gia đình của em á, cái mâu thuẫn và cái mà gọi là hai vợ chồng hay tranh cãi nhiều nhất là cái cách nuôi con và chăm sóc con, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vợ em á thì là theo một cái chủ nghĩa gọi là trời xanh voi xanh cỏ, phải tự thích nghi. Còn em á chuyện gì cũng phải nhờ sự can thiệp của của bác sĩ. Thực ra cái này tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu nha cưng. Cái cách của vợ em cũng hay chứ không phải là không hay. Dạ. Nhưng chỉ với điều kiện khi hai vợ chồng cùng một cách thì mới được. Tại vì cách nào cũng có những cái hay và cái không hay hết. Thì bây giờ vấn đề của tụi em bây giờ phải là hai người phải cùng thống nhất một cách nuôi con. Hơn ai hết tụi em phải là người tìm ra được cái nên đứng về phe vợ hay phe chồng. Lý do là phải nhìn theo cái thể chất của cái đứa bé đó. Chứ còn không như thế này là sẽ mệt còn bé. Mâu thuẫn. Thứ nhất là mệt con, thứ hai là mệt mình đó. Mâu thuẫn dữ lắm đó nghe. Tối nay về thống nhất lại cái cách để gọi là chăm sóc con như thế nào để hợp nhất lại. Thôi chúc cho các em luôn luôn viên mãn trong cuộc sống, mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Cảm ơn anh chị. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà cảm may sao á, là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng, mảng trang trí nội thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ. Em chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận với lại tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu? Dạ lần đầu tiên á là tụi em gặp nhau á là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ, rồi ngoan ngoãn hiếu thảo đồ lắm. Cái bữa đó lên thì mới gặp lần đầu thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi, nhưng mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình không, mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau không ai ưa ai hết. Dạ không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em quen á không phải là tại vì em thích ông đâu. Ông xấu lắm, ông không có cái gì để cho em thích, tất cả những cái người em ghét nhất là ông có hết. Nhưng mà em nghe là tại chơi một đám anh em bạn bè chung á, thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á, ảnh không có thích chị đâu. Con gái, ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á, là ảnh không bao giờ ảnh yêu được đâu. Đó, thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Wow. Yêu xong rồi em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi, chứ cứ như là đạt được mục đích xong rồi dạ, đá. Xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bà nói. Là bữa nay mới biết đúng không? Dạ, đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Mà xong cuối cùng sao không đá? Dạ, tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần một năm. Lúc đó em chia tay rồi, em nói là em không có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em. Anh nói em ơi anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thế anh mới nói anh khóc.
anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Thì thật ra là trong cái khoảng thời gian một năm á, là ảnh rất là tốt. Ảnh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương, em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ ảnh thừa nhận ảnh yêu em rồi thì em chấp nhận cho ảnh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn một năm. Hơn một năm, có dạ. Nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai thì... đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng dạ. Có nhiều những cái thật mà ra... chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi dạ. Chị, tụi em cãi là... nhau là nhiều hơn là tụi yêu là nhau cãi chứ. Nhau mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc mặc lố lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á, mà người ốm nhom ốm nhách, là mà mặc đồ như ông già vậy á. À, còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích. Anh lúa lắm nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Thế là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ hở. Không có thích mặc đồ modern, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. À. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng dạ. Rồi. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Dạ. Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không có thích. Tụi em quen là quen lén, bên em thì không thích người Bắc. Với lại em lúc đó là em còn đang đi học á, với lại cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi, cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng, tại vì em thấy gia đình ngăn cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ bây giờ em có yêu anh không, thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý, thì em cũng trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ mà hai bên mà không đồng ý thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ, thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng thì... mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? Em được 4 năm 8 tháng năm. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi của em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét nhưng mà vợ cầm chổi vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực với anh là em chưa bao giờ quét nhà đó anh bớt. Thôi nhỏ em nhà là em có út. Rồi bà em rất là lười. Thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm vậy thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước, anh nấu nước rồi. Em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng, em đem tận kem đánh răng rồi đem bàn chải đem khăn đem đồ vô bưng em lấy giùm anh, em đánh giùm anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời, có hôm em bảo dậy đi anh cho tiền nữa. Dạ lấy dậy dậy lên dậy đi cho tiền rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì chưa đặt lưng xuống giường vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không hiểu tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với nhà chồng cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá em nói hoài không nghe. Em cũng thử, xong rồi em chơi luôn. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em á, hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khúc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nôi, mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm, em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về, không có em, cái anh gọi hỏi em đang ở đâu. Anh ra rước em. Nói bây giờ là em đang ở trên núi,
Là đợt đó là trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Viva ở Vũng Tàu ở đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Viva cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi. Em đâu có nghĩ cái là chơi ác thiệt luôn đó. Em đâu có nghĩ là anh lên thiệt, em nghĩ em biết anh sợ ma. Em không nghĩ là anh lên thiệt. Khoan hồi em mới chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng, em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt trong mùa anh khóc, trời ơi. Em ơi, anh sợ ma lắm, trời ơi, em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh? Mà em sợ thiệt, em sợ lắm á Linh. Dạ, thực ra thì em anh biết cái cảm giác của em lúc anh chạy. Ông sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy là em té xuống cái lưng chừng núi luôn, em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Rồi sợ ma gì nữa? Vụ phập thè thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới, em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn cảm xúc luôn. Dạ. Ngủ luôn, không có. Là 2-3 năm nay là tụi ông em khều móc cái gì cũng em ngủ mê lắm, ông khều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi, rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Đứa nữa. Rồi giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân, một khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này là anh nói chuyện phải biết kiềm chế, bớt nóng tính. Tại vì ảnh khi mà ảnh hay nóng tính lắm, mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần là hai vợ chồng là cưới nhau lúc sau sinh á, thì ảnh mê nhậu lắm. Là anh đi nhậu tới khuya, em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên, mà tính em cũng nóng nữa. Là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mình dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà gãy chưa có con thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biến gì không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra là không... cứ đụng vô là em khó chịu trong người à. Vợ còn em cái... thì là con nít quá, không biết gì à. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó ạ. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Này là tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á, phải hỏi đáp với nhau. Không có đó, chị nói nghiêm túc với em, nhột làm nhột chỗ nào, em không thích nhột chỗ đó thì chồng phải biết. Tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ, thì tụi em sẽ nghe lời. Tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ, dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh Thì em có nhớ lúc đó anh Long đẹp trai, anh nói là anh cứ ghẹo em một câu, anh nói là ủa sao vậy Tài? Vậy là tình em duyên anh hay sao vậy? Là mới vô ông dặm em câu à. Đứa nào make up cho chồng á? Con bắt chồng con make up bật đậm dữ vậy? À, chắc là mà. Tại vì cái bạn đó quen make up cho con đi hát đó. Đi hát sân khấu nên cái bạn hề. Đó cứ nhiêu đó mà làm thôi, không có cần phân biệt là hát ở sân khấu hay là đang diễn kịch hay là gì. Này là cứ gì đó. Em muốn quen với người này thì lập tức họ trở mặt với em hết và họ cắt hết toàn bộ những công việc của em. Tức là em vì cái tình yêu mà coi như em chấp nhận em đánh đổi tất cả. Em có cảm giác thấy là tại sao mà hai người nghệ sĩ yêu nhau tại sao lại quá khó khăn với họ. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cô dâu và chú rể trong chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Trời ơi con, trời ơi con tôi. Con trong gạo nếp gạo tẻ. Thật ra là chúng ta biết nhau quá nhiều, nhưng mà khán giả coi chương trình truyền hình thì có người biết người không. Thôi như bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ đầu tiên em xin giới thiệu, em là Phương Hằng, hiện nay em đang là diễn viên. Em được xin chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, chào anh Quốc Thuận. Bây giờ chào mẹ hay chào chị? Bây giờ cái format là phải là chị đó. Chị mà em thấy lép dế quá. Dạ lần đầu tiên thì cho phép em xin chào tất cả quý vị ở đây. Em tên là anh Tâm, hiện tại em đang là ca sĩ. Và em xin được chào anh Quốc Thuận cũng giống như là chị Hồng Vân à. Hồi đó giờ anh cũng biết em là nhiều. Giờ mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay thì mời
mời em hát vài câu được không quý vị? Cái bài nào mà xưa em cua dính Phương Hằng á? Nếu mà cua dính Phương Hằng chắc là em hay hát cho vợ em nghe bài Nếu Anh Được Lựa Chọn. Rồi hát đi. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người. Dạ hết rồi đó. Yêu một người thôi anh, tới câu yêu một người. Bây giờ em hát câu sau là yêu một người là yêu ai? Thì yêu vợ em. Dạ. Say đắm rồi. Giờ này em đâu dám nói yêu ai nữa đâu. Hai bạn hãy kể cho chương trình được biết rằng là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên và yêu nhau bắt đầu như thế nào. Anh Tâm thấy em comment trong cái Facebook của một người em anh Tâm, thì anh Tâm mới nhảy vô để mà inbox cho em. Em với cái người em của anh Tâm là Diễn hai Trung. Bạn đồng nghiệp. Dạ đúng. Em inbox vô cái cô, cái Facebook của cô này, em nói gì Tâm? Hỏi hát như thế nào vậy đó, ý là vậy. Thả thính, gọi là thả thính. Rồi bao lâu thì bắt đầu mới là dính thính? Đợt đó em bị dính tới cả tháng trời mà anh cứ nhắn tin hẹn gặp hoài mà em không gặp. Thì nói chuyện với nhau rất vui, nhưng mà khi mà em đề cập tới là bây giờ thứ bảy này nè, Tâm không có đi hát, thì bây giờ hai đứa mình có thể đi ăn uống hay là đi trò chuyện với nhau hay không, thì bạn này nói không. Ý là cứ mỗi lần mình đề cập cứ tới vấn đề hoài. Đi gặp là bạn này nói bận. Đi gặp là bận. Rồi sao? Rồi đến bao lâu thì mới gặp được mặt nhau? Không gặp không được, bởi vì anh nói là cái dịp Tết là diễn sân khấu, ảnh lên tận sân khấu luôn. Thế là phải thú nhận là anh tội ơi nghiệp em lắm anh, lúc đó tội nghiệp em lắm. Em phải lòn cuối với em trai của em. Thì em trai em mới nói câu là ông khùng, có bao giờ ông đi coi tôi diễn kịch đâu mà ông kêu ông đi có ý đồ gì không? Ủa lúc đó Hằng diễn ở đâu? Dạ lúc đó là em đang diễn bên Nụ Cười Mới. Rồi đó nghe nè, sau khi diễn xong rồi, nghệ sĩ đi về rồi, có lén đứng ngay trên cái đường nghệ sĩ đi ra gặp mặt nhau không? Không, anh rất là dạng đi theo Tài vào trong phòng make up vô hậu trường luôn dạ, mà tới sớm hơn em ngồi sẵn đó. Em đi vô em thấy là như em giải bộ chảnh chảnh né bằng bên ngồi make up, giải bộ không phải để cho anh qua chào trước. Dạ cuối cùng có chào trước không? Đi ngang gật đầu chào cười nhẹ đi thẳng ra ngoài luôn chị. Tại vì cũng ngại, tại mấy anh chị ở trong sân khấu biết cái bầu cái chọc chọc ở ngoài. Thì em có nhớ lúc đó anh Long đẹp trai nói là anh cứ ghẹo em một câu, ông nói là ủa sao vậy Tài, vậy là tình em duyên anh hay sao vậy, là mới vô ông dặn em câu à. Tại trong cái kịch đó là em đóng vai là vợ sắp cưới của Tài. Rồi sau đó hai đứa có dẫn nhau đi ăn uống được không? Dạ có, nhưng mà hơi trễ chút xíu. Em đố anh là lần đầu tiên anh dẫn em đi ăn, anh mời em đi ăn cái gì? Chắc ăn bào ngư với cá hải sản rồi vậy. Sai lầm, em đố chị. Đi ăn ốc phải không? Dạ chính xác. Thì đó, anh thấy chị đoán hay không? Hay quá vậy. Con chị mà. Em nghĩ là cái hình ảnh mà gọi là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ăn mà đi ăn ốc mà cắn càng ghẹ rớp 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 vậy nè. Nhưng mà nhờ cái sự tự nhiên đó mà hai đứa dễ gần với nhau hơn so với lại những cái cặp mà mới quen e ngại. E ngại. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh Tâm có vẻ gì khác khác nha, nhìn thấy trẻ trung hơn. Không có, giờ hỏi luôn, biết tánh nó mà, hiểu không? Đứa nào make up cho chồng á? Con bắt chồng con make up bật đậm dữ vậy. Chắc là mà, tại vì cái bạn đó quen make up cho con đi đi hát á. Đi hát sân khấu nên cái bạn hề đó cứ nhiêu đó mà làm thôi, không có cần phân biệt là hát ở sân khấu hay là đang diễn kịch hay là gì. Này là truyền hình thành ra nó rần lắm á, cái mặt mình sao ra hết á. Tại vì sân khấu mà diễn là ánh đèn đủ màu, cứ lấp lánh rồi. Tại vì trong đầu á, trong đầu chị nghĩ là bé Hằng nó bắt là chồng nó làm cho chồng nó. Dạ không hay có. Là hay là Hằng đè cái mặt chồng nó làm. Dạ không. Thì đó. Đang khui nó. Trời ơi rắn mắt lắm đó. Vậy hả? Ừ. Bà bán hàng, bà livestream, bà bắt chồng bà đứng sau lưng á. Thấy, phụ dạ đó. Có thấy livestream. Em phải mời nó, đâu có chịu hát đâu chị. Em phải mời là thôi hôm nay coi như là mời show hát nha. Để mới chịu mới chịu bất hát. Chấp đúng không? Dạ đúng rồi. Bất chấp sau cái phim bởi gạo nếp gạo tẻ là ai cũng livestream được. Dạ. Nên là phải canh cái ngày nào mà live, lúc mà ảnh không có đi diễn hay là ảnh được trống hoặc là phải live trước như 8 giờ như là bắt buộc phải live 7 giờ chứ live 8 giờ là không được, mất show. Đâu có được. Để Tâm live hát gì ta mời hát gì ta có trả tiền. Dạ cũng có, nhưng mà toàn là cứng nợ. Tưởng là em trang điểm. Trời ơi, em trang điểm chắc đậm hơn. Rồi tại quay vì, trở lại lên mối livestream nó sẽ mờ hơn nên phải làm đậm thì đậm hơn. Bao lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau? Từ cái lúc ăn ốc đầu tiên. Từ lúc nào không biết, nhưng mà là chính thức mà mình chọn cái ngày á là cái ngày một tháng sau chồng ha. Rồi lúc nào thì ảnh cầu hôn? Anh đoán nha, chắc là em đang diễn trên sân khấu và ảnh bí mật anh lên anh tặng hoa anh cầu hôn em đúng không? À không anh, cầu hôn em còn không biết nữa luôn á. Em cứ đứng cười hoài luôn á. Là sao, là lúc cầu hôn trong cái trường hợp nào? Sao Tâm? Do là hai đứa up hình trên Facebook là có chụp chung với nhau. Thì có rất là nhiều những cái studio chụp hình cưới, họ mới mời tụi em đi chụp hình cưới. Em cứ nói với anh kia là nó là em muốn cầu hôn Hằng. Cái anh chụp hình nó yên tâm đi, tại vì sáng là anh là có lựa một cái chỗ rất là đẹp rồi. Thì em nghĩ trong đầu em
là Bình Minh và một bãi cát. Thì ông lựa một cái là rất là dễ thương luôn á. Hai đứa leo lên núi thấy bà luôn. Leo lên núi rồi nó còn trong trên, rồi nó còn có biển, có nước. Mang về cao gót. Rồi bắt quỳ lên trên cái núi đó. Rồi tiếng sóng thì đánh rầm 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 rồi. Ông nháy mắt. Làm đi, làm đi. Quỳ không được là tại vì do là cục đá nó gần lên. Rồi cần... phải dịnh vợ em nữa. Tại vì vợ em lại đứng giống như ông bắt vợ em đứng ở giữa một cục đá mà sóng đánh bạch một cái này muốn ướt hết luôn vậy đó. Thì bà lo bà sợ chân tay bà run vậy nè. Nó cậu gì nữa. Rồi thằng cha nó cứ làm anh chụp làm. Vừa một tay dịnh vợ, rồi vừa một tay móc nhẫn. Rồi em vừa mới đưa nhẫn nó khoan. Em nói sao khoan nữa. Cái ánh mặt trời chưa lên đỉnh đầu. Trời ơi. Bà này đi lên với anh. Mỗi mà em thì quỳ sợ đi mà là vừa mới lên đâu là làm đi làm là lúc đó ổng chụp thì em mới móc nhẫn ra sống nó cánh rập mà em nói thì bà này cứ rồi cứ giống như là cứ đứng cười. Thì khi mà em đeo nhẫn cho vợ em rồi xong mọi thứ cổ cũng không trả lời ớt ơ là được hay không được, cổ cũng lấy chiếc nhẫn đi thôi. Rồi em cũng không biết là cuối cùng là có được cầu hôn hay không. Tới như là cũng được có 2 tiếng thôi mà đã đêm trước mà đã không có ngủ rồi là quá là mệt. Em nghĩ là do là giống như là cái ekip này rất có tâm chuẩn bị cả những cầu hôn để cho anh Tâm nghĩ em là diễn viên sẽ nói những cái lời cảm động để cho em có thể chụp tấm hình đó phim ra. Sau đó thì em mới biết là thật ra là đây là lời cầu hôn thật và bê trong đầu em không nhớ gì luôn. Nhưng mà cảm động đúng không? Dạ không, đâu có biết gì đâu cảm động. Tại em có người quá xưa dễ sợ. Thời điểm mà tụi em bắt đầu công khai yêu nhau á, dạ, thì chắc chắn là em là bên ca sĩ là em phải có quản lý đúng không? Dạ. Thì quản lý của em á có chấp nhận cái chuyện mà tụi em công khai tình yêu không? Từ nhỏ tới lớn, từ lúc mà biết chơi Facebook tới giờ thì chưa bao giờ mình được đăng hình ảnh mà mình yêu thương ai hết. Có quen người nào đó em cũng không bao giờ dám công khai. Thì cho khi đến khi quen Hằng thì giống như là người vợ này giống như là một hình mẫu trong cuộc đời của em. Đến khi quen người này rồi tự nhiên em không biết tại sao em bất chấp tới mức độ mà em nói là em nhất định phải làm những điều mà em chưa được làm. Thì có hai người có chụp hình lên Facebook nhưng mà có che cái mặt em rồi, nhưng mà giống như là trong nghề với nhau, cái người quản lý đó họ thấy được. Cái thời điểm đó em đang có vừa cái tiếng tăm của cô làm việc cho bên quản lý, vừa có về cái nguồn tài chính từ làm việc với những cái người bên ngoài. Thì khi mà em nói với họ là em muốn quen với người này thì lập tức họ trở mặt với em hết và họ cắt hết toàn bộ những công việc của em. Tức là em vì cái tình yêu mà coi như em chấp nhận em đánh đổi tất cả. Em có cảm giác thấy là tại sao mà hai người nghệ sĩ yêu nhau tại sao lại quá khó khăn với họ. Anh Tâm thì được cái là ảnh rất là hiền, rất là chân thật, nên là khi mà quá trình làm việc á thì ảnh để cho anh quản lý làm tất cả mọi thứ và những cái mối quan hệ, ngay cả những cái số điện thoại xô chậu hay là kinh doanh ở ngoài thì đều là anh ký nắm hết. Và khi mà anh ký cắt một cái thì nói chung là ảnh giống như là chơi với ảnh, không có một cái mối quan hệ nào, ngay cả người ta muốn liên lạc cho ảnh cũng không được bởi vì người ta cũng không có số điện thoại riêng của ảnh. Cách đây mấy năm cơ? Dạ chắc cách đây khoảng có 1 năm mấy trước khi lấy nhau. Hằng có biết điều đó? Lúc đó em có biết nhưng mà em không nghĩ là do em. Em cứ nghĩ là có thể là do công việc này nọ thôi, không làm nữa thôi. Thì vậy vì anh Tâm cũng giấu chuyện đó, anh Tâm sợ là em biết rồi em sẽ bị áp lực. Tức là sau này em mới biết cái việc mà Tâm lựa chọn em. Dạ đúng. Và từ bỏ cái bên kia. Nghệ sĩ có nhiều khi rất là khổ về cái chuyện đó. Có những cái áp lực có khi từ người ngoài nhưng mà cũng có cái áp lực từ phía gia đình. Dạ. Về người chồng, người vợ của mình. Tức là bắt phải chọn lựa. Mà không cho người ta được cái quyền là dung hòa hai cái điều đó. Đó là một cái mà nỗi khổ, rất khổ. Nếu mà mọi người mà coi thì sẽ hiểu được là nghệ sĩ thực ra là nhìn như vậy thôi. Nhưng có nỗi đau mà không phải là ai cũng có thể hiểu được. Đó là lý do tại sao mà trong khoảng thời gian 1 năm mấy tụi em cưới nhau, em với anh Tâm cứ bảo nhau dù có khó khăn như thế nào, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, có những lúc mà tại vì vợ chồng son á chị, là cảm thấy nhiều bực quá, tới mình nhiều khi mình giận nhau, mình trong đầu mình không ở em được nữa, mình tức quá rồi. Nhưng mà nghĩ là điều là tại sao những cái gì ngày xưa hai đứa dành cho nhau bất chấp tất cả mọi thứ mà bây giờ mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình tự đạp đổ, cũng như là mình vì tình yêu mà tụi em cố gắng vượt qua điều đó để tới được ngày hôm nay. Nói tóm lại là bây giờ là Tâm có quản lý chưa? Dạ vẫn chưa. Quản lý là vậy thôi chứ tôi cũng biết là có người quản lý rồi, không? Và quản lý này khắt khe lắm, thậm chí còn không trả tiền lại nữa, đúng không? Anh sai, hoàn toàn sai luôn. Em quản lý anh Tâm về mặt thời gian và nhận việc thôi, còn anh Tâm quản lý em về tất
cả mọi mặt luôn. À, không, em có cái nữa là thời gian, công việc để nhắc nhở và tiền thôi. Là hết luôn rồi đó. Dạ, nhưng mà toàn bộ những cái gì giống như một người quản lý thực thụ là anh Tâm quản lý ngược lại em và khó khăn hơn rất nhiều luôn. Trời, sao sôi nổi quá vậy? Thôi bây giờ chúng ta, chào mừng các bạn đã đến với phần vạch mặt nhau. Đó, những cái tật xấu, những cái tính xấu gì đó có lòi ra không hẳn. Anh thấy Tâm rất là hiền. Nên là em không muốn kể khúc này, tại vì anh vạch em thôi chứ em không có vạch ảnh được anh. Không, bây giờ, không lẽ bây giờ Tâm là người hoàn hảo, không có gì là xấu à? Cái xấu của anh là cái là tại vì em không thích thôi. Ví dụ như em đã, anh đã từng bắt em giảm 15kg. Là thời điểm đó là gây lộn mà muốn ly dị luôn á anh. Khi mình giảm mà vừa phải làm việc, quá mệt luôn anh. Và nhiều khi thèm một ly trà sữa phải lén đi ra cái gọi là ban công mà có cái màn đứng ở trong đó uống nhiều như lắm. Là né Tâm đó phải không? Dạ. Ăn uống là sợ đúng không? Dạ. Thực đơn giảm cân và anh cả mua cả một cái máy chạy bộ về đặt ở nhà. Còn cái gì nữa không? Có một cái nữa là sau khi mà cưới nhau thì cái thời gian mà anh chở em đi chơi, đi này nọ nó lại không còn được nhiều như trước. Sau bữa tôi thấy trên Facebook, tôi thấy là hai người đi du lịch đó. Dạ, thật ra chỉ làm việc trong lúc đó luôn. Thì kết hợp đi, vừa nhưng, đi... Nhưng mà em không thích vậy, em thích là cái nào làm việc, còn cái nào cho em đi chơi mát trời mai luôn, đừng có bắt em mà làm. Như vậy có nghĩa là giờ phải xếp vô gọi là tính quá nguyên tắc, đúng không? Dạ, à, đúng rồi, nhắc cái này, chị nhắc cái nguyên tắc em mới nhớ là anh Tâm có một cái điểm xấu là khó tính cực kỳ. Ví dụ như bây giờ em hỏi một cái khăn hay là một cái giường đi, mà xếp là phải xếp bật ra vậy nè, bốn góc thẳng băng, hai cầm phải dính vậy nè, mà khi đặt vô tủ là cái mặt mà tròn của cái mặt khăn là phải nằm hướng ra ngoài, kỹ lắm. Tính dạ kỹ lắm là mặt nguyên kỹ tắc nè. Kỹ tính gì là tốt chứ đúng không? Nhưng mà kỹ quá anh. Chị đừng có xài khăn mà theo kiểu máng vậy nữa, móc. À, hồi xưa móc bên em là móc bốn cái, là bốn cái móc chì ra thì em biết. Móc một cái thôi. Anh nó không phải móc lên cả bốn cái cho nó cái khăn nó băng ra. Nhưng mà em thấy nó cực quá. Coi như là không còn cái gì để mà chỉ cái tiểu xảo được nữa rồi. Nói chung nè, tôi là chỉ có móc thôi đó. Việc nhà là ai làm? Tôi biết mà tôi không có nói. Em trả lời câu này được không? Ai làm? Thôi bây giờ để cho người ta chuyển qua bên đây. Tâm ơi, đã đến lúc em nói về vợ em rồi đó nha. Nếu mà nói về việc nhà, ngay từ nhỏ là em đã có thói quen là khi em có được cái căn phòng đầu tiên của em thì em muốn cái gì đó nó cũng phải sạch đẹp, để khi mà mỗi lần mình đi làm thật mệt vậy cái mình ngồi mình ngắm cái phòng, cái mình ngủ cái thấy cũng ngon. Có nghĩa là khi em đi làm về cực cỡ nào em phải dọn sạch cái nhà rồi em bắt đầu em mới ngủ được. Nên bắt đầu từ khi lấy vợ em thì mọi thứ đã thay đổi. Vậy em nói rõ với em là lấy thôi nha, chứ không có biết nấu ăn gì đâu đó. Cái em nói là nấu ăn anh sẽ nấu ăn cho em được. Lấy thôi nha, chứ không có biết dọn dẹp gì đâu đó. Cái em nói dọn dẹp thì anh cũng sẽ dọn dẹp cho em được. Ừ vậy thôi lấy thôi đó, hiểu rồi đó. Là từ đó là vợ em nói là lấy thôi nha, không có làm gì đâu đó. Hay quá. Nãy giờ tôi chưa nghe các bạn kể về tật xấu. Thì chưa, em chưa nói hết. Thì em vô tới em thấy cái khăn vợ em để sọc sạch như vậy. Cái vấn đề không phải là để sọc sạch vậy là khó chịu và cái chuyện là không gọn gàng. Nhưng mà khi cái khăn anh không để cho đúng thì nó sẽ không khô được và nó sẽ luôn ẩm ướt, mà ẩm ướt thì nó lại không có tốt. Đi về có bao nhiêu cái đồ cổ cũng nhét, nó là quần để áo để bên áo đeo đây kia, là xong cái bơi lại là tất cả mọi thứ là như nhau, là để vậy. Nhưng mà những cái gì mà cô thấy thừa ra là cũng dùng vô trong cái tủ của em nói không được, cái này phải để cho gọn chỗ này gọn kia, hết trong cái để đi giờ mới biết nó không có gọn gàng thì làm sao mà biết. Thì em nhớ có một cái buổi mà em tức quá, em lòng nó rồi bây giờ em sẽ không làm nữa, em để thứ còn sao, em không làm việc nhà, em không gì đó, rồi để đồ đâu chừng 3 ngày. Vợ em lúc đó là vợ em ra, vợ em nói ủa sao không giặt đồ đi, đâu có đồ đâu bận, chứ sao vợ thích để vậy, mà để vậy thì bận đi bận lại khỏi giặt. Thì lúc đó bắt đầu gọn gàng, nhưng gọn gàng trong khuôn khổ. Có nghĩa em giao cái tủ đó là miễn sao đóng lại sạch, còn trong đó muốn phá gì phá trong đó thì cứ để cho nó vậy đó, vậy đó. Nhưng mà anh Tâm có tật hay giấu đồ lắm chị, ảnh khuôn khổ tới nỗi mà những cái gì mình chỉ cần để vô cái một, có một cái bục ở dưới cái tivi đi, ví dụ như mình tiện tay để cho dầu thơm đó, mình xịt xong mình đi ra ngoài. Thế là anh cũng giấu chỗ nào đó mà em không thể nào kiếm ra. Và rất nhiều lần đồ anh cứ kiếm chỗ nào anh giấu không à. Giống như bài học đó. Không có được bừa bộn nghe. Đúng không? Dạ. Tập kiếm không được thì em bài đồ đầy ra hết. Có một cái tật là rất là dễ thương, là có nguyên một cái kiến, đứng ngay cái kiến có đèn là trang điểm rất đẹp mà không bao giờ thích nhảy lên trên giường ngồi trang điểm. Mỗi lần trang điểm trên giường thì phấn nó rơi xuống giường. Rồi thay ra nữa. Mà thay cũng phải không cho thay, cũng nói là để yên nó đi từ từ thay. Thôi giờ mong giống như chăm sóc em bé vậy ta. Nói đi điều đó thì cũng phải nói lại, tại vì do là vợ là phải đi cái đóng phim đó thì cũng hơi cực, là đi từ 6 giờ sáng tới có khi là mới 10 giờ đêm 1 bây giờ mới về. Ý là muốn vợ là
mình đã làm những cái phần đó rất là sạch rồi, thì vợ về vợ sử dụng xong thì vợ cũng làm sạch lại, như vậy là được. Cô đã nói ngay từ đầu với mình rồi, lấy là làm được, mà làm được không? Lấy thôi nha. Lấy thôi thôi làm được không là được. Cho nên thật ra nãy giờ em kể là anh cảm nhận được là đó không phải là kể xấu vợ mình, chia sẻ để ta hiểu rằng ôi tôi cam chịu. Tổn thương luôn. Nhưng mà rõ ràng là thấy chồng đúng không? Dạ đúng. Đúng đúng không? Dạ, đó. Nên giờ có mong muốn chồng thay đổi gì không nè? Dạ em chỉ mong muốn có thay đổi, đó là nhiều khi ảnh ép mình cái gì đó thì ảnh đặt ảnh vô cái vị trí của em, ảnh làm được nhưng chưa chắc em làm được. Tại vì đôi khi em có những cái mơ ước đơn giản lắm, là chỉ cần tối lấy xe máy chở em đi hóng gió vòng vòng, nhưng mà cái thời điểm anh lại bắt em tập thể dục hoặc bắt em phải ngồi đọc kịch bản. Em có thể làm cái trong những cái việc lúc khác cũng được. Khi mà cái bộ phim Gạo Nếp Gạo Kẻ thành công, đó là một cái bệ phóng, thì lúc này đây là lúc vợ cần phải lao động và cần phải đương đầu với những thử thách để mình khẳng định cái tên tuổi của mình. Thì em cũng hiểu ý là làm cực khổ về thì muốn đi chơi, nhưng em nói là đi chơi nó phải vô khuôn khổ. Tháng đó tới ngày đó mình sẽ đi cái nơi đó để mình du lịch. Thì đi du lịch nó cũng phải trong cái có kế hoạch và có công việc gì đó nó ẩn chứa trong đó để mình làm được luôn cái đó. Thì lại không có chịu, rồi đòi là cái nghĩa là muốn là phải đi liền, muốn là đi liền. Thì hai vợ chồng có gây lộn nhau cái việc này, tranh luận rất là nhiều về chuyện này. Tâm nói về Hằng á là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà đó là một cái gọi là cái nghệ sĩ á, tức là mình sống theo đúng một cái người nghệ sĩ thực thụ, chứ không có mang cái đầu óc tư duy của một người quản lý và làm kinh tế trong nghệ thuật. Là Hằng là nghệ sĩ đúng là thuần túy luôn á. Và sống theo cái cảm tính nè, sống theo cái cảm giác nè, sống theo cái bản năng. Và bây giờ bạn chồng của mình á, là bạn có đủ tư duy và đủ những cái tố chất để mà bạn ấy làm quản lý cho mình như vậy. Thì nãy giờ ngồi á, thì thấy là bạn này đúng. Thành ra là Hằng phải trong thời gian này khi mà mình chưa có con á, mình chưa bị vướng bận về cái điều đó, thì mình phải tận dụng cái thời gian này để mình bồi đắp những cái mà mình còn thiếu. Kể cả cái việc cần phải học về nấu ăn, cần phải học những cái cần thiết nhất. Ví dụ giờ Hằng không đóng vai con bé Minh mà Hằng đóng vai bà Mai coi, thì Hằng phải đi học lại hết. Từ nấu nướng, từ tất tần tật. Bữa quay chung với Hằng á, mà cái lúc mà cái gọt táo mà tôi sợ muốn chết luôn, tôi sợ bà cắt vô tay. Không biết gọt. Bà không biết gọt táo. Đó, gọt cho nên... nhưng mà nó không có đẹp, nó cứ phật. Bà không biết lái xe nữa, đi xe máy không có biết đi. Trời ơi, mà chở bà mẹ mập như vậy nè, sợ muốn chết luôn. Hiểu không? Thì thành ra là những cái gì mà giờ mình đang... Tại vì mình sẽ phải hóa thân vào rất nhiều thành phần. Đó, thì thành ra mình những cái gì mình chưa biết là mình phải học. Dạ, em cũng biết là tại vì trong thời điểm này á, nhiều khi ỷ y ở anh Tâm nhiều quá. Không có được ỷ y nữa, bây giờ phải hỗ trợ cho bạn Tâm. Thật ra em cũng sợ anh lắm. Thật sự là nghe những chia sẻ của Tâm, anh rất là mừng cho em, mừng cho hạnh phúc của em. Và như những gì mà chị Vân vừa góp ý thì hy vọng rằng là hai bạn sẽ dung hòa cho nhau. Và nhất là em phải cảm thấy là mình may mắn, mình hạnh phúc bởi vì mình có một người quản lý tuyệt vời như thế này. Rồi, xin chúc cho hai em sẽ càng thăng hoa hơn nữa trong hạnh phúc. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Ngay lúc đó là lúc đó. Bạn này ấn tượng và bạn ước luôn là nếu mà để con của bạn mà có được cái cặp má lúm này là quá là đẹp. Lúc đó chắc là ông Tơ và Nguyệt cũng đây vút qua một cái là dính luôn hai đứa. Anh sợ quá, anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là anh chạy sau lưng em. Dở, cứu. Em cứu anh. Chả may thì mẹ em thấy được. Thế mẹ em nói, ôi trời ơi, cái thằng này thế này thì làm sao mà... Thì tương lai thì trời, nó có con bộ xích nó cũng sợ. Thế là... Thiệt thòi cho tụi em. Hả? Điều đó nó làm nó thú vị. Thú vị và tạo nên thi vị trong hạnh phúc, đúng không? Rất thú vị. Sao mặt ánh mắt em thẳng thớt quá vậy? Thú vị lắm, cái nào thí dụ cho nghe. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trường Khánh, năm nay em 26 tuổi. Em làm thiết kế. Thiết kế gì cưng? Dạ em thiết kế nội thất. Hay còn vợ của Khánh. Cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Thanh Tâm ạ, 27 tuổi ạ. Công việc của em là ở nhà kinh doanh nhỏ thôi. Ở dưới thì em bình tĩnh hơn ảnh, mà không biết sao lên thì em lên đây cái em. Thôi cho anh chàng pháo tay nó khích lệ tinh thần cho em. Có nghe nè, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong trường hợp là Khánh đến nhà em thiết kế và gặp cô gái này xinh đẹp quá và cua luôn cô gái dạ này. Dạ không ạ. Em sai rồi Thuận ơi. 5 năm mới trúng lần. Tình cảm của các em phát sinh như thế nào? Vợ chồng em gặp mặt nhau là trong ngày đám hỏi của anh chị.
là em bưng quả cho bên đàn trai và em bưng quả cho bên đàn gái. Người ta hay nói là bưng quả là mất duyên, nhưng mà vợ chồng em chứng minh được cái điều ngược lại là bưng quả mà lại có duyên. Chị thấy rõ ràng tại sao lại là bưng quả mà mất duyên, tại vì là bên nhà nam thì phải chọn những người chưa có vợ đúng không? Còn bên nữ là chọn những người chưa có chồng mà họ lại tiếp xúc với nhau ở một cái đám cưới, một cái không khí nó rất là hạnh phúc, thì mắc mớ gì mà mất duyên đúng không ta? Đúng không? Sai lầm rồi, sai. Rồi ai là người bị sét đánh trước nè? Em thấy vợ em cũng dễ thương, rồi cũng hát hò hát hay. Ấn tượng của em lần đầu tiên với ảnh thì cười xong mà hai nút đồng tiền sâu quá trời. Phải mà sau này mà có con thì con cũng có hai nút đồng tiền thì thích. Em có em bé chưa? Dạ hiện tại thì tụi em vẫn chưa. Ngay lúc đó là bạn này ấn tượng và bạn ước luôn là nếu mà để con của bạn mà có cái được cái cặp má lúm này là quá là đẹp. Đúng rồi. Chắc là ông Tơ bà Nguyệt cũng đây vút qua một cái là dính luôn hai đứa. Sau 2 tháng sau á thì hai vợ chồng em chính thức hẹn hò. Buổi trưa là hẹn với nhau là đi vô khu du lịch chơi. Chả biết sao vô thấy ảnh nồng nặc mùi rượu không. Trời em nói trời thôi không xong rồi. Mà em không hiểu là nhậu từ lúc nào, ảnh kêu anh nhậu có anh trai à. Anh trai rượu. Trai rượu của em dạ. Đó là em là có tiệc sớm hay là em cố tình em muốn rượu đi cho mà dạ nó, không nó có. Buổi sớm cái bạn em gọi kêu xuống đây nhậu, cái tại cũng tiện đường là đi về Biên Hòa, cái thôi em đi xuống nhậu với bạn em, nhưng mà cũng uống hơi quá chén. Em nhậu từ sáng đến 10 giờ sáng. Từ sáng tới 10 giờ sáng? Dạ, từ 6 giờ. 6 giờ sáng đến 10 giờ. Từ 6 giờ sáng rồi. Cho đến 10 giờ. Sao? Cái xong em ngủ đến trưa. Cái vợ em điện hỏi anh đang ở đâu. Cái em giật mình, ủa nay có hẹn. Cuộc hẹn thì cũng vui vẻ chứ không có đến nỗi. Nhưng mà tự nhiên cái trong lòng mình nói trời sao lần đầu tiên nhậu vầy, chắc ông này bồm nhậu dữ lắm. Bất an. Nhưng mà nhìn thấy anh này hiền á, thật sự rất là hiền. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy là anh hiền. Bỏ qua dần dần rồi thì mới thấy là anh cũng có nhiều điểm tốt, điểm đáng yêu, chịu làm, chịu khó. Nên là càng nghe càng thương hơn ạ. Rồi tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm? Được 3 năm. Yêu 3 năm là bắt đầu cưới. Dạ. Có suôn sẻ không? Hai gia đình có gọi là có đồng ý liền không? Thời gian tụi em yêu nhau thì không có chuyện gì. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian tụi em tính đến chuyện cưới hỏi thì gặp khá là nhiều chuyện. Chuyện gì? Bên nhà vợ em không đồng ý. Tại vì lần đầu tiên ảnh về nhà em á, thì nhà em là ở Long Khánh, trái cây nhiều lắm. Hôm đó thì hai vợ chồng em là xách cây ra hái em chôm. Cầm cây đồ dữ lắm chị, đi hùng hổ đi ra để anh hái cho vợ, để anh hái cho em rồi kia. Cái ảnh ra anh cầm cái khèo, anh khèo xuống cái xích bay ra. Anh sợ quá anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là anh chạy sau lưng em. Vợ cứu em cứu anh. Chả may thì mẹ em thấy được. Thế mẹ em nói ôi trời ơi cái thằng này thế này thì làm sao mà thì tương lai thì trời nó có cùng bộ xích nó cũng sợ. Thế là mẹ cũng nói vậy thôi. Nhưng mà sau này á, thì mẹ cũng biết là ảnh là bên đạo Công giáo thì em là bên Phật giáo. Mẹ cũng hơi e dè một chút. Thì khi mà tụi em đặt luôn vấn đề là tụi em sẽ làm đám cưới với nhau á, xin mẹ, xin phép mẹ để làm đám cưới á, thì thật sự là lúc đó mẹ phản đối. Mẹ phản đối là tại vì ban đầu á là mẹ rất là thích anh này. Tại vì mẹ nói, mẹ nhận thấy, mẹ nhìn thấy được ảnh phúc hậu rồi. Nên là mẹ thích, nhưng mà mẹ chỉ có cái không, đạo là mẹ không thích. Cái thời gian đó hai vợ chồng em cũng vất vả, nghĩ là mình sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ thuyết phục mẹ từ từ. Mẹ em thì bán quán ở ngoài chợ. Hai vợ chồng em ra là nói chuyện để xin mẹ nghiêm túc. Thì mẹ mới nói là không, mẹ nếu mà con theo đạo là mẹ không có đồng ý cả. Hai vợ chồng lúc đó là không có biết làm cách nào để mà nói với mẹ hết. Hai đứa nắm tay nhau ra đứng trước cái quán của mẹ. Quỷ đó, giờ tụi con thương nhau rồi thì sao đi chăng nữa thì tụi con cũng sẽ cố gắng. Thì quỷ cả tiếng á, ai qua đi qua đi lại kệ nó không sao hết. Mà em cũng nghĩ là tại vì lúc đó em thấy mình chọn đúng người rồi. Tại vì nếu mà mình chọn sai người á là họ sẽ không có đồng lòng với mình để cùng mà ra quỳ như vậy. Thì họ bỏ cuộc rồi chứ họ không làm như vậy. Nên là em nghĩ là em lựa chọn anh này là chính xác nhất cuộc đời của em. Nên là em không hối hận gì về ấy. Dạ. Nhưng mà sau cái một tiếng đồng hồ đó thì mẹ đồng ý đúng không? Dạ, sau đó thì mẹ đồng ý. Thì tới lúc mà hai đứa làm đám cưới kết hôn á thì mẹ mới nói là
mẹ thử làm như vậy để mẹ coi thử coi bản lĩnh của anh này tới mức nào thì mẹ mới đồng ý gả. Mà cái lúc em quỳ em có mắc cỡ không? Dạ không. Lúc đó là chị nghĩ đến chuyện tình yêu là bằng mọi cách để cho mẹ đồng ý cho mình xin. Dạ, ví dụ như ngày hôm đó mẹ không đồng ý thì em có tiếp tục quỳ nữa không? Hay là em chơi cái chiêu nào khác nữa? Em nghĩ là mẹ sẽ đồng ý thôi, nhưng mà quan trọng là bao lâu. Thôi cũng mừng đúng nhưng không? Nhưng mà đến lúc mà tụi em kết hôn được thì cũng cảm thấy vui vì tụi em đã cố gắng hết sức cho hôn nhân của tụi mình. Nãy em nói là em có một cái hàng bán là bán takoyaki là một cái loại bánh vặt, đúng không? Ăn vặt của Nhật. Hồi đó thì anh này vừa đi làm xong buổi chiều về bán phụ với em. Em lại vừa đi làm. Có một bữa đó thì em đi làm về trễ nên là ảnh ra bán trước. Ảnh khiêng cái bình ắc quy để thắp đèn á, không biết ảnh khiêng làm sao thì ảnh bị cụp cái lưng. Nói chung ảnh bị đau quá, ảnh không ngồi được. Mà ảnh không có nói với em tiếng nào hết á. Thì cứ như bình thường em bán về xong em dọn đồ về đây thì ảnh mới nói với em là: "Em ơi, em lấy dầu em xức giùm anh cái lưng." Cái tự nhiên người mình nó nghẹn nghẹn làm sao á. Để kiếm được tiền không có ngại là mình là thanh niên, mình cũng dân văn phòng. Xong cái em xức dầu cho ảnh mà thấy là người này thì phải cưới làm chồng thôi, chứ không thể để cho chạy mất. Không cho sống. Không cho sống. Dạ em phải giữ thôi. Em anh đang xúc động mà em. Mà em kể câu cuối anh muốn chết. Người này phải giữ làm chồng hay không để phải giữ. Không để cho sống. Không để cho sống. Nó nghe nè. Rồi bán buôn vậy rồi có chung ở chung tiếp xúc với nhau nhiều vậy rồi có ăn cơm trước kẻng không? Dạ không ạ. À, tại vì thời gian đó là ảnh ở bên Bình Dương. Còn em thì ở bên quận 9. Nhà ảnh thì ảnh về, nhà em về, tiền thì em giữ. Tức là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Hay là thử trước? Dạ, đã giữ tới ngày cưới. Qua cưới luôn. Qua cưới? Là sao? Dạ, tại vì cái đám cưới của vợ chồng em là hai đứa em tự lo từ A tới Z hết. Vợ em lo nhiều, lo không xuể nên là đến ngày cưới là bị bận. Lúc đó là em, chồng hả? Kệ chồng, cưới được rồi, không lo. Mẹ chồng không lo luôn. Nói chung là không quan tâm tới chồng, em đi ngủ. Em ở nhà chồng một tuần, lên Sài Gòn lại mới em mới dám. Chồng mới rần rần đúng không? Dạ. Tụi em trong vấn đề này thì tụi em hơi gà mờ ạ. Cảm thấy mình non quá. Còn ảnh thì ảnh cũng hay bị đau á, nên là thường là tụi em nhanh lắm, đánh nhanh rút gọn à. Cái xong nói chung về vấn đề này thì hai vợ chồng em vẫn không có được gọi là nó có được suôn sẻ, không được thoải mái đúng không? Dạ. Không được, và vẫn chưa cảm thấy cái đó nó là sự tận hưởng đúng không? Dạ. Và cho tới bây giờ luôn hay sao? Dạ có thể là vậy, có lẽ là vậy luôn à. Tụi em tần suất cũng rất là ít rồi. Bao lâu mới là một tuần thì là... Dạ tụi em giác tính bằng 2-3 tháng. Như vậy thì chị nghĩ vậy nè, hai đứa nên đi gặp bác sĩ. Tại vì bác sĩ sẽ có những cái tư vấn rất là bổ ích cho cái chuyện này. Thì tụi em sẽ thấy là cái cuộc sống hôn nhân của mình, ngoài cái tình yêu nó phải có tình dục nữa. Thì để còn đến chuyện là có con có cái, rồi mình phải enjoy cái đó, mình tận hưởng chứ. Đó trời ban cho mình mà. Có thể là do cái chấn thương mà đợt mà em bị cột sống á. Đó nó có ảnh hưởng nữa là do chứ em... không phải là giỡn đâu. Cho mình phải đi bác sĩ, mình phải nói hết ra để bác sĩ họ hỗ trợ cho mình à. Cái việc mà các bạn không có thường xuyên như vậy, nó có cảm các bạn có cảm thấy khó chịu không? Dạ không ạ. Bản thân em cũng không có thấy khó chịu gì hết, tụi em vẫn cảm thấy bình thường. Em biết lý do đơn giản là tại vì em chưa hề biết cái đó nó thú vị như thế nào, đúng không? Chồng em cũng vậy, hai đứa tụi em, nhưng mà cái đó nó sẽ là một sự thiệt thòi. Trời ơi, thú vị lắm. Thiệt thòi cho tụi em. Hả? Điều đó nó làm nó thú vị và tạo nên thi vị trong hạnh phúc đúng không? Rất thú vị. Mà sao mặt ánh mắt em thẳng thớt quá vậy? Thú vị lắm, là thí dụ cho nghe. Gặp bác sĩ để bác sĩ thí dụ cho nghe đó. Rồi bây giờ mấy năm ở chung với nhau, vậy thì cái tật xấu của anh ấy là gì? Ôi thôi trời ơi. Giờ của em đó. Ôi thôi là biết nhiều lắm rồi. Một nguyên nhân em tham gia chương trình Vợ Chồng Son là lý do gì? Dạ tại vì em muốn kể lắm. Em muốn kể mấy tật xấu của anh. Trời ơi, bày thì thôi. Em nói đã bày rồi chứ mà còn hay quên nữa. Tự giác lắm, thấy sọt rác đầy đi vứt. Đem ra ngoài chỗ vứt rác, vứt xong tê tê đi vô.
em hỏi ủa anh cái sọt rác đâu, ơ anh quên mất rồi, cái chạy tê 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 ra đi lấy, ví dụ anh giặt cái khăn đi, cái xong vắt xong để đó, xong mới đi vô em hỏi ủa anh phơi khăn chưa, ờ chưa phơi, khi chạy vô phơi. Anh chuyên gia anh quên, mà mình nghĩ là không thể nào quên được mấy cái đó, thì không thể quên được mà anh quên. Thì nói chung là chồng em chỉ có vậy thôi, còn gì cái nữa gì không? Cũng xuất sắc. Anh tưởng đâu là nhiều lắm chứ bộ, khi đâu có một chút trời xíu vậy mà bà vén ờ ghê lắm. Tự lắm chương trình Vợ Chồng Son để muốn kể những cái tật xấu không ra cũng nhiều lắm, có một tập à. Giờ còn tật nào nữa không? Như người ta là về là đi làm về là nằm chơi game luôn. Còn chồng em là đi làm về rồi xong chạy ra phụ em coi em bán như thế nào rồi này kia, xong rồi về cùng em tắm rửa giặt giũ ăn cơm đồ thì anh cũng làm siêu nhân rửa chén. Hết rồi đúng không? À em quên. Có cái này. Đó, dở lên nữa. Đã dở. À nguyên tắc của hai vợ chồng á là khi đi ra đường là tất cả tiền sẽ nằm trong bóp của ảnh. Còn khi ở nhà là tiền nằm trong bóp của em. Thế là một ngày nọ thì hai vợ chồng đi siêu thị thì ảnh được phép mà. Thế là ảnh gom hết tiền của em, ảnh gom bỏ bóp ảnh tự động luôn. Đi siêu thị mua đồ rồi về xong hết. Xong cái ảnh cất luôn. Sáng ra cái ảnh tốt lắm luôn chị, đi làm xong gửi về cho em một cái cạc 50 ngàn. Rồi em nói chồng mình sau này tốt là dữ trời, tiền mình giữ hết rồi mà có tiền đâu mà mua cạc. Cái xong cái thế là hồi sau em chuẩn bị đi chợ thì em thấy bạn còn đồng nào hết trơn. Em nói trời ơi chồng ơi sao anh lấy hết rồi anh không trừ em 1 ngàn nào hết vậy. Cái anh nói đâu có, anh còn trừ lại 1 ngàn mà, em kiểm tra đi còn 1 ngàn. Đúng còn 1 ngàn luôn. Này quên mà. Dạ. Nhưng mà sau đó có trả lời không? Dạ. Hay xài hết luôn rồi. Trả nhiều hơn. Thôi vậy là được. Dạ. Rồi có gì cứ được cho quên rồi. Đi lần sau cứ cho quên một vài lần. Dạ. Nữa có lời. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em thì hay cằn nhằn lắm anh. Gặp vấn đề nhỏ lớn thì là cũng quát nạt, nạt chồng như nạt con vậy á. Có đâu. Nạt dữ không? Dữ lắm anh. Trời ơi. Nóng tính đúng không? Dạ. Cả em thường hay đùa với vợ em là nếu mà có anh nào hỏi em có sợ vợ không, mà cả làng sợ chứ có phải riêng em đâu. Rồi còn gì nữa? Với lại lúc siêng thì siêng cực kỳ dọn sạch sẽ lắm, nhưng mà lúc mà làm biếng là có cái đôi vớ mà để góc nhà để đó cả tuần không dọn. Là ở nhà là hay bắt nạt em lắm hả? Dạ. Em là chỉ có cái bệnh nhây thôi chứ em thấy em đâu giữ mấy đâu. Hiền cũng chết luôn. Tức là vợ em làm cái vấn đề đó vì sai, nhưng mà tại vì lúc đó thì em cũng không kiềm chế được, em hơi nạt xíu. Quay lại giận em luôn. Em lên em xin lỗi. Vợ là... sai mà em xin lỗi. Rồi ví dụ như nếu mà cô em xin lỗi mà cô không tha nữa thì em làm gì? À. Em mà giận ảnh nhiều quá là ảnh không biết làm gì á, là ảnh có một chiêu mà chiêu này em bị hoài mà vẫn dính hoài. Thôi là ảnh cứ cần chỉ cần ảnh nhướng chân mày lên một cái là thôi rồi là xong, là em bao nhiêu giận là em hết luôn. Em làm được không? Chứ chị không làm được rồi đó. Làm lại cái nữa coi. Buồn đó, lên. Mặt buồn lên. Tôi còn chịu không nổi. Rồi bây giờ nè, mong muốn chàng trai hiền lành này thay đổi điều gì? À, với em thì anh vụng về cũng được. Hay là anh hậu đậu, hay là anh quên trước quên sau, hay anh thế nào cũng được. Em chỉ mong duy nhất một cái là tình cảm mà anh dành cho em, yêu thương em á, tới giờ thì sau này nó cũng sẽ như vậy, đừng thay đổi là được. Thế còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tính vợ em thì hơi nóng, nên là em chỉ mong là vợ bớt, có thể kiềm chế lại. Bớt nóng tính đi bé, chứ nó nhướng riết rồi, có bữa nào mà gió độc nó rẹt ngang qua là để gì. Kêu chân mày luôn. Kêu chân mày luôn là mệt mỏi luôn á. Thôi Nhân, ngày hôm nay có điều gì muốn nói dành tặng cho vợ mình không? Em được gần 1 năm ngày cưới. Thì tình cảm của anh dành cho em là lúc nào cũng như vậy. Như ngày cưới thì anh đã hứa là sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh. Vợ biết là vợ cũng có nóng tính thì vợ hứa là vợ sẽ kiềm chế bớt cái nóng của mình lại. Rồi trước khi ôm nhướng mắt ra đi, nhướng con mắt một cái. Rồi ôm. Trời ơi, ôm được rồi đó. Trời ôm một ơi. Cái kết rất là đẹp dễ phải không nào? Quá, trời. Quá cảm động và chúc cho hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé.